Nhiều bạn bảo tôi đổi cái ghế này đi, mày lên đây ngồi để đi tắm nào. Nhưng mà bao lâu nay mây tắm quen với cái ghế này rồi. Đã từng thử cho mây ngồi cái khác to hơn, nhưng cuối cùng mây vẫn chọn chiếc ghế xanh. Đấy, vừa mới khen được một câu xong đã lẩn đi rồi. Ngoan, tí tắm xong ba cho ăn xúc xích. Đây là mặt mây trong lúc chờ tôi đi lấy sữa tắm. Sữa tắm nấm nên không có bọt đâu. Bốn cái chân của mây là bẩn nhất này. Phần dễ bị nấm nhất là phần bụng của mây, do ông tướng hay nằm vào mấy chỗ ẩm ẩm. Cuối cùng là bước tắm tráng. Sắp xong rồi mây ơi, cứ vắt nước như này rồi lau cho nhanh. Đấy, mọi người nhìn thấy một đống nước chưa? Sấy lông cho mây thì nhanh lắm, nhưng mà trông mặt mây như Tôn Ngộ Không. Đây này, những phút giây hưởng thụ cùng máy sấy của mây. Vào lòng 3 năm để sấy phần chân cho nhanh, cứ lỡ sờ vào chỗ buồn là lại ngoạm cho cái. Tắm xong cái sạch sẽ hơn hẳn, đừng ai hỏi sao vẫn ố nhá, vì sữa tắm này không có tác dụng làm trắng đâu.